tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình đưa xe đi đăng kiểm của các tài xế trên địa bàn hà nội tính đến nay chỉ còn duy nhất một quận nội thành có trung tâm đăng kiểm còn hoạt động khi trước đó một trung tâm khác đã bất ngờ thông báo ngừng phục vụ để tiến hành điều tra khám xét mặc dù đã xếp hàng dài chờ đợi suốt hai ngày đêm tại trung tâm này nhưng nhiều tài xế đành phải ngậm ngùi quay đầu ra về với nỗi bức xúc và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt hơn 11 giờ trưa ngày 7 tháng 3, loa phát đi từ trung tâm đăng kiểm 2903V đóng Đa Hà Nội bất ngờ phát đi thông báo tạm ngừng hoạt động, đề nghị các xe quay lại sau. Phía bên ngoài cổng, hai cán bộ công an trực tiếp thông báo cho người dân về việc tạm đóng cửa trung tâm để phục vụ công tác điều tra. Lúc này, hai hàng xe ước chừng dài hàng trăm chiếc đang nối đuôi nhau chờ đăng kiểm, kéo từ cổng trung tâm số 2 cậu giấy dài qua trường đại học giao thông vận tải, vắt sang đường láng, bắt đầu tản ra. Nhận thông tin này, nhiều chủ xe tỏ ra bức xúc, hầu hết họ đều phải ăn trực nằm chờ tại đây ít nhất 2 ngày, giờ không biết đi đâu, làm kiểm định, là câu thốt ra từ các chủ phương tiện. Anh Dương Văn Cường đóng đa Hà Nội cho biết, đưa xe đi từ 4 giờ chiều mùng 5 tháng 3, ngày hôm nay xe anh đã hết hạn đăng kiểm, trước đó anh đã tới trung tâm đăng kiểm số 29-27D, số 36 Phạm Văn Đồng làm kiểm định, nhưng xe bị lỗi nên phải quay về, sửa xong quay lại thì trạm đóng cửa. Anh Cường ngao ngán nói, tôi đã cố gắng đi đăng kiểm trước hạn 10 ngày, nhưng đến giờ qua hai trạm đều không thể đăng ký được. Tương tự anh Lê Anh Thủy, Dương Nội, Hà Đông, bức xúc cho hay, đã đi tới trạm thứ ba thì cả ba trạm đều đóng cửa. Cả tuần vừa qua anh Thủy chạy đông chạy đau khắp nơi để đăng kiểm xe cá nhân. Lần thứ nhất anh đi đăng kiểm tại trạm đăng kiểm ở Hoài Đức, xếp hàng chờ từ sáng đến chiều thì nhận được thông báo. Lãnh đạo trung tâm bị khởi tố, trung tâm đóng cửa. Đánh xe quay về, rút kinh nghiệm. Anh Thủy đăng ký online, trung tâm đăng kiểm ở Yên Nghĩa Hà Đông, nhận kiểm định. Lịch hẹn vào buổi chiều nhưng anh Thủy cẩn thận tới từ sáng sớm. Tới nơi anh đã thấy trung tâm dán giấy tạm ngừng hoạt động, đăng kiểm trực tiếp không được, đăng ký online cũng không xong. Quá mệt mỏi nhưng 8 giờ sáng mùng 6 tháng 3, anh Thủy vẫn phải đánh xe đến trung tâm đăng kiểm 2903V, nối vào hai hàng xe dài hàng trăm mét, kiên nhẫn chờ. Hơn 10 giờ, xe anh Thủy nhích vào đến cổng trung tâm. Chưa kịp vui mừng thì anh nhận được thông báo quay về. Người đàn ông này bức xúc cho biết mình có ý thức đi đăng kiểm đúng hạn nhưng mấy ngày nay cứ phải chạy vòng quanh. Anh chia sẻ, xe tôi hết hạn đăng kiểm từ ngày hôm qua, giờ lưu thông ra ngoài đường sợ bị phạt, hơn thế cũng không biết đi đâu nữa, nội thành không còn điểm nào. Ra ngoài thành thì chỉ e, đi mất ngày, mất buổi chờ đợi rồi bất ngờ lại thông báo đóng cửa, bảo chúng tôi đi tỉnh nhưng xe hết hạn đăng kiểm, lưu thông ở Hà Nội còn bị công an xử phạt, nếu đi tỉnh thì cầm chắc nộp phạt, thậm chí thu bằng. Các cơ quan chức năng cần có phương án giải quyết, chứ tình trạng kéo dài khổ dân chúng tôi quá. Trước tình trạng quá tải như vậy tại các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, không ít chủ xe chọn giải pháp mang xe sang các tỉnh khác để đăng kiểm, như Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định. Tuy nhiên, hoạt động đăng kiểm ở một số địa phương lân cận cũng đang dần quá tải khi các chủ xe phải chờ đợi lâu hơn. Để tránh phải đi lại nhiều lần, trước khi mang xe đi đăng kiểm, chủ xe cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguội theo quy định.